xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ sang mình mua được cái chậu hoa cúc này nè. Ba cây lận mấy cái màu nó đẹp lắm. Mình sẽ cho các bạn coi mấy cái chậu hoa cúc mà mình mua được nha. Nó có ba cái màu rất là đẹp. Mình sẽ cho các bạn coi cái hoa cúc này nha. Các bạn thấy không? Cái bông của nó rất là to. To. Cái màu của nó cũng đẹp nữa. Cái bông của nó rất là to. Cái bàn tay của mình bỏ vô trong cái hoa này là các bạn biết là cái bông nó lớn bao nhiêu rồi đó. Mình sẽ quay cho các bạn coi cái hiệu của cái bông nha. Cái này mình chỉ mua được cái hiệu, mình chỉ cho các bạn cái hiệu thôi, chứ mình không có quảng cáo gì ở đây nha. Cái này cái tên của nó đằng sau, cái tên của cái loại hoa cúc này, cái tên này nó thấy cũng lạ lắm. Các bạn thấy không? Mình quay cho các bạn để sau này các bạn có muốn đi kiếm mua đó thì các bạn sẽ coi cái tên của cái hoa này, các bạn hỏi mấy cái chỗ nursery, mấy cái chỗ bán cây đó, hỏi cái tên nó để cho người ta biết cái loại hoa này. Thì hôm nay mình sẽ sang cái chậu lớn cho cái cây này, tại vì mình muốn sang cái chậu lớn á, để mà mình trưng nó xong rồi á, khi mà hoa nó tàn á, mình sẽ cắt cái hoa ở đây nè, mình sẽ cắt cái hoa của nó xong rồi mình bỏ phân thêm, rồi mình chăm sóc nó lại để cho nó ra những cái nhánh non đó. Nó ra lại những cái nhánh non giống như vậy nè. Nó ra lại những cái nhánh non giống như vậy á, thì mình sẽ cắt những cái nhánh non này để mà mình dâm cành nó, mình nhân giống nó nha. Tại vì cái loại hoa cúc này thấy nó rất là hiếm có luôn á. Bình thường mình đi shop á, không có thấy nó bán đâu. Cái này là lâu lâu á mới có, mà hồi đó giờ mình mới thấy bán ở shop mà nó có rẻ luôn. Thường họ bán, họ chỉ cắt cái bông thôi. Cắt cái bông để mình cho mình mua cái hoa đó. Cái hoa về mình trưng thôi chứ không có cái rễ nha. Cái này á, là mình mua được á, người ta bán luôn cái rễ nè. Thì mình về mình sẽ sang chậu lớn nha. Mình sẽ làm cho các bạn coi. Sau này á, khi mà nó ra cái chồi non của nó rồi đó, mình sẽ quay cho các bạn coi khi mà nó ra chồi non để mình nhân giống nó cho các bạn thấy. Cái này là mình chỉ chia sẻ thôi nha, chứ mình cũng không có phải là chuyên gia trồng cây hay là gì hết. Tại vì ở nhà mình trồng á, mình thích trồng cây đó. Mình thích trồng cây thì mình thích trồng những cái hoa đẹp rồi mình nhân giống nó ra thôi. Nếu mà mình làm được thì mình chia sẻ cho các bạn, cho quý vị coi, để mà quý vị cái nó có thích nhân giống cây á, trồng cây á ở nhà cho nó vui. Tại vì Covid vô rồi nó, mình không có đi ra ngoài chơi được, mình ở nhà, mà ở trong nhà hoài mình cũng khó chịu lắm. Mình phải đi ra vườn rồi trồng cây, làm vườn đồ, mình thấy nó vui á. Mình cũng phơi nắng đồ để cho nó có sức khỏe. Mình cũng phơi nắng để cho nó sức khỏe. Các bạn coi cái rễ của nó nè. Cái rễ nó quá trời rễ luôn. Cái này á, là sau này á, mình bỏ vô cái chậu lớn á, này á, thì á, nó có cái đất nó nhiều đó. Cái đất nó nhiều á thì mình sẽ bỏ vô trong đây, thì sau này cái rễ của nó dễ phát triển hơn, nó cây nó sẽ mạnh hơn. Để mình nhân giống cho nó dễ. Để mình bỏ cho các bạn coi cái chậu này cái đường kính nó là bao nhiêu. Mình mua mà mình cũng quên mất. Cái đường kính của nó là 25cm nha. Cm nha, 25. Cái đường kính của nó là 25cm nha. Nó sâu của nó là 23. Mình sẽ bỏ vô cho các bạn coi. Mình bỏ đất vô, mình bỏ khoảng 2/3 thôi, xong rồi mình đào lên, mình nhét cái rễ của nó vô. Mà trước khi mình nhét cái rễ của nó vô, mình cũng phải cho nó rách ra một chút cái rễ của nó, để cho nó có khoảng hở, để sau này nó đâm ra cái rễ mới đó. Mình sẽ tạo cái cây cho nó rách ra một chút, cho nó đâm ra cái rễ mới, nó cắt cái cây nó đâm ra cái rễ mới. Mình bỏ thêm đất vô.
nay mình quay video này nó buổi chiều, nó không có nắng lắm, thành ra cái video nó không có được cái màu nó sáng cho các bạn coi. Tại vì mình buổi chiều mình cũng bận con cái rồi nấu cơm rồi đó cho tụi nó ăn, thì mình có thời gian rảnh rồi mình mới đi ra trồng cây rồi tưới cây. Chứ bình thường là cũng bận rộn lắm, chở con đi học rồi nấu nướng, rồi mình cũng có một số công việc làm ở nhà nữa, công việc làm ở nhà đó. Từ lúc mà Covid, có cái dịch Covid này á, mình ở nhà nhiều quá cái mình không biết làm gì, cái mình cứ đem đi mua cây về mình trồng. Tại vì ở nhà hoài mình thấy bực bội. Mình bày ra mình trồng cây tùm lum hết. Mình trồng cây cũng vui. Và cái sân nhà nhỏ mà cũng bày nhiều lắm. Cái màu vàng thì nó đẹp, đa số nhiều người thì thích cái màu vàng. Còn có màu tím thì nó cũng dễ thương, mỗi cái hoa thì mình thấy nó có cái màu dễ thương khác nhau. Nhưng mà thường thì một cái màu vàng của mình, người Á Châu của mình đó là chuộng cái màu vàng, nó giống như là cũng có cái màu đó là giống như cái tài lộc á. Cái vàng tới nó đẹp. Thì mình cứ làm vậy thôi đó. Rồi sau đó rồi mình sẽ tưới nước đậm nó, tưới đậm nước. Mình tưới đậm nước nó trong khoảng một tuần đi, mình sẽ tưới nó. Rồi sau đó một tuần á, hai tuần á, mình hả bỏ phân nha. Mình cái cây này mình mới bỏ vô đây mình bỏ phân liền á, mình sợ cái cây nó chưa có quen với lại cái đất mới á, rồi nó bị sốc cái nhiệt độ thì cái phân nó, mình tưới nước xuống á, cái phân nó cũng nóng á, nó làm cho cái cây nó không có thích nghi được á, nó cũng dễ bị chết lắm. Từ từ mình hả bỏ phân đó, mình sang cái chậu lớn này. Cái chậu lớn này là chủ yếu của mình đó, là mình muốn cho nó phát triển cái rễ tốt để nó ra cái chồi non. Nó ra cái chồi non nó để cho mình nhân giống nha. Chứ cái cây này nó, cái hoa nó nhỏ xíu mà mình bỏ trong cái chậu nó quá lớn luôn á. Khi mà mình nhân giống được á, sau này mình nhân giống được á, mình muốn trồng cái cây đó, mình lấy cái giống đó mình bỏ trong cái chậu vừa phải thôi. Các bạn thấy không? Thì những cái chậu hoa kia là mình cũng làm giống vậy ha. Cái bông này nè, mà các bạn biết tại sao mà cái hoa nó lớn như vậy không? Tại vì mình thấy ở trong cái những cái nách lá này nè, nó rất là nhiều nụ, nhiều cái nụ nhỏ. Mình thấy người ta nó bấm cái nụ này bỏ nè. Ở trong đây cái nách lá này nó vẫn còn cái gốc cây nè, nhìn người ta bấm bỏ. Thì có nghĩa là có nhiều nụ, mà nếu mà mình để cái nụ đó nó phát triển lớn, nó thành cái nụ lớn thành cái hoa đó, thì cái bông chính của nó sẽ không có đủ cái sức để mà nó lớn như vậy nha. Thì nó sẽ có nhiều bông, nếu mà không có bấm cái nụ nó sẽ có nhiều bông, nhưng mà cái bông nó sẽ không có to giống như vậy. Mình phải bỏ hết những cái nụ ở trong cái nách lá của nó xung quanh thì chừa lại một bông duy nhất á, thì cái bông của mình nó sẽ lớn được như vậy. Ok, vậy hôm nay video của mình hôm nay tới đây thôi nha. Khi nào mà mình cái cây này á, nó hoa nó tàn á, mình cắt thì mình dưỡng nó lại, nó ra có chồi non á, mình sẽ nhân giống nó. Mình nhân giống nó mà nó thành công á, thì mình sẽ quay cái video cho các bạn coi nha, để mình giữ được cái giống hoa tốt á, giống hoa đẹp á. Cái giống hoa này nó lạ lắm, to quá trời to luôn nè. Bình thường hoa cúc của mình mà cái bông nhỏ nhỏ thì nó rất là nhiều, còn cái này, cái hoa này nó rất là đẹp. Mình trưng một bông thôi mình cũng thấy đẹp nữa đó, không cần nhiều hoa, không cần nhiều bông. Ok, bye bye các bạn nha. Video tiếp theo của mình tới đây là hết rồi nha. Cảm ơn các bạn đã coi cái video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.